quý vị đang đến với bản tin tài chính 24 giờ trên kênh XTB. Quý vị thân mến, bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Phố Wall đang giao dịch thấp hơn trong hôm nay khi các dữ liệu gần đây cho thấy đại dịch virus corona đã tác động rất lớn đến nền kinh tế Mỹ khi doanh số bán lẻ giảm kỷ lục trong tháng 3. Sản xuất công nghiệp đã bị thu hẹp lớn trong 74 năm vừa qua và chỉ số sản xuất Empire State ở New York đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại. Công bố thu nhập từ Ngân hàng Trung ương Mỹ BOA và Goldman Sachs đã gây thất vọng lớn mặc dù kết quả của Citigroup tốt hơn so với mong đợi. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren ủng hộ ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ. Cựu Tổng thống Barack Obama và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cũng đã ủng hộ ông Joe Biden trong tuần này. Do dữ liệu kinh tế vĩ mô đã gây thất vọng lớn, Dow Jones đã giảm còn 2,26%, S&P 500 giảm 2,46% và Nasdaq đang giao dịch thấp hơn 1,60%. Ngân hàng Canada đã giữ lãi suất chuẩn ở 0,25%. Trong cuộc họp chính sách tiền tệ, Ngân hàng Canada đã tuyên bố về các ước tính của sự suy thoái kinh tế ngắn hạn sẽ thể hiện rõ rệt trong bản báo cáo này. S&P TSX của Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto giảm 2,26%. Đồng đô la Canada tiếp tục mất giá và hiện đang giao dịch quanh mức 1,40 đô la. Các chỉ số châu Âu giao dịch trong một bầu trời đỏ vào hôm nay vì các nhà đầu tư vẫn đang rất lo ngại về tác động của virus corona đối với nền kinh tế toàn cầu. Thị trường chứng khoán đã gặp sức ép vào buổi sáng do giá dầu giảm và khi IMF tuyên bố rằng nền kinh tế toàn cầu có thể sẽ giảm 3% trong năm nay. Đây cũng được xem là cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ đại khủng hoảng. Trong phiên hôm nay, DAX 30 giảm 3,9%, FTSE 100 giảm 3,3%, CAC 40 giảm 3,8%, FTSE MIB đã giảm 4,8% và IBEX 35 mất 3,8%. Giá dầu thô tiếp tục giảm sau khi cơ quan năng lượng quốc tế IEA công bố báo cáo của thị trường dầu trong tháng 4 và cảnh báo nhu cầu sẽ giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch virus corona. Điều này cũng vượt xa thỏa thuận của các nước sản xuất dầu lớn trên thế giới trong việc cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng trên một ngày. Diễn biến trở nên tệ hơn sau công bố của EIA cho thấy sự gia tăng kỷ lục của dầu tồn kho Mỹ trong tuần thứ hai liên tiếp. Điều này cũng trùng hợp với dữ liệu API được phát hành trong hôm qua, cho thấy mức tăng lớn nhất về hàng tồn kho trong hơn 3 năm nay. Dầu WTI giảm 2,6% xuống còn 19,6 đô la một thùng sau khi chạm mức thấp nhất kể từ năm 2002. Dầu Brent giảm gần 7% xuống còn 27,5 đô một thùng. Trong thời gian gần đây, vàng có dấu hiệu hoạt động như một loại tài sản rủi ro khi đã giảm cùng với dầu và chứng khoán. Trong khi đó, các loại tài sản trú ẩn an toàn khác như trái phiếu và đồng đô la Mỹ đã tăng mạnh sau khi công bố thông tin nền kinh tế thế giới suy yếu. Vàng tương lai giảm 1,68% và bạc tương lai giảm hơn 3,5%. Dữ liệu thất nghiệp của Mỹ là bản tin chính được dự kiến công bố trong hôm nay. Thị trường lao động Mỹ hiện đang phải chịu rất nhiều áp lực khi các cơ sở lao động tràn ngập tin tuyên bố thất nghiệp. Các mức dữ liệu ban đầu cho thấy đã tăng lên đến 6 triệu 606.000 vào tuần trước và sự đồng thuận thị trường đạt mức 5 triệu 350.000 trong tuần này. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên lưu ý rằng thị trường chứng khoán Mỹ đã có những phản ứng trái chiều với các dữ liệu trước đó. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư sẽ được biết dữ liệu về giấy phép xây dựng của Mỹ, cũng như bản báo cáo chỉ số sản xuất Philly Fed và khảo sát điều kiện tín dụng BOE. Trong phiên giao dịch châu Á, dữ liệu thất nghiệp của Úc sẽ được công bố. Morgan Stanley cũng đã công bố về kết quả đầu tiên trong quý, và một điều hiển nhiên rằng virus corona sẽ vẫn tiếp tục là tâm điểm chính của thị trường toàn cầu. Do đó, các nhà đầu tư nên theo dõi các tin tức liên quan đến sự kiện này. Đồng đô la Úc đã tăng đáng kể so với đồng đô la Mỹ trong vài ngày qua. Tuy nhiên, trong hôm nay, cặp tiền tệ đã không thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 0,645. Các nhà đầu tư nên chú ý đến các số liệu từ thị trường lao động Úc sẽ được công bố vào đêm nay. Nếu dữ liệu diễn biến tiêu cực có thể khiến xu hướng bị đảo ngược. Mức hỗ trợ có thể được tìm thấy tại mức 0,6208. Chúng tôi cũng xin được thông tin đến quý vị vào lúc 11 giờ sáng ngày 26 tháng 4 sẽ có phiên trò chuyện trực tuyến cùng với hai khách mời đặc biệt là MC Quốc Khánh cùng với nhà sáng lập của Trader Việt, anh Dương Huy. Vé mời hiện đang có tại link đính kèm.
Chúng tôi xin được mời quý vị hãy cùng tham gia sự kiện này cùng với chúng tôi. Quý vị thân mến, trên đây là bản tin thị trường tài chính 24 giờ của XTB. Quý vị đừng quên truy cập vào website worldwideweb.xtb.com để tiếp tục theo dõi những bản tin cũng như xem qua các phân tích báo cáo tài chính từ chúng tôi. Một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.